Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt ở Thuận An, Bình Dương. Và quý vị có thể thấy rằng là khung cảnh ở xung quanh đây thì rất là nên thơ và hiền hòa với con sông nhỏ chạy bao quanh. Và ngay bây giờ thì Ngọc Hân sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về một ngôi nhà nằm giữa những khung cảnh nên thơ và hiền hòa như thế này. Ồ, anh Sơn ạ. Xin chào Ngọc Hân. Dạ, em chào anh. À, đây chính là ngôi nhà mà anh định giới thiệu cho em đúng không? À đúng rồi, xin mời Ngọc Hân vào tham quan công trình. Anh Sơn này, em quan sát thấy là ở đằng trước ngôi nhà của mình thì có một cái con sông nhỏ và rất là hiền hòa. Đây hẳn chắc là một cái ưu thế khi mà anh bắt đầu thiết kế công trình đúng không ạ? Thì cái vị trí khu đất ở đây á, thì nó là nằm trong một cái khu dân cư mới. Và mật độ xây dựng còn thưa thớt. Phía trước thì có một cái nhánh sông nhỏ đổ ra sông Sài Gòn. Thì chủ nhà có mua được một miếng đất ở đây. Mặt tiền là 10m và chiều sâu là 25m. Chủ nhà thì là một người nghiên cứu khoa học và cũng sinh sống làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Bây giờ chủ nhà về đây thì muốn có một cái không gian sống nó thoải mái và nó có một cái hồ bơi, rồi những cái không gian sinh hoạt là nó rất là thông thoáng và tự nhiên. À, vậy từ những cái ưu điểm của cái miếng đất này cũng như là những cái yêu cầu của chủ nhà thì anh đã đưa ra những cái giải pháp nào chung cho cái phần thiết kế của ngôi nhà? Thảo luận với chủ nhà lúc đầu tiên thì mình sẽ có một khoảng lùi đây để là tạo một cái hồ bơi cho công trình, rồi là cái không gian nhà là nó tạo nhiều, nó giật cấp nhiều lần để tạo cái không gian thụt lùi vào, khoảng lùi vào cho công trình để lấy được cái ánh sáng tự nhiên với gió tự nhiên được nhiều hơn. Dạ. Em thấy rằng là ở xung quanh đây thì hàng xóm họ cũng chưa có xây cao với xây nhiều ấy. Thì ưu điểm là cái thoáng, thế nhưng mà nhiều khi là các ánh nắng ở các cái hướng nó chiếu vào thì mình giải quyết như thế nào ấy? Thì như Ngọc Hân thấy đấy, ở phía trên này thì là mình có cái hệ mái nó đưa ra. Đấy. Thì nó giảm bớt cái phần ánh nắng vào những cái buổi khung giờ, buổi giữa trưa. Thế cho nên là nó giảm nhiệt cho ngôi nhà, với lại là nó có khoảng lùi nhiều cho nên nó để tạo thông thoáng cho ngôi nhà hơn. Để tìm hiểu rõ ngôi nhà hơn thì mời Ngọc Hân vào tham quan trong ngôi nhà. Anh Sơn này, ngồi phòng khách quan sát thì em mới thấy rằng là anh đã mở rất là nhiều những cái không gian mở và thoáng cho ngôi nhà bằng những cái cửa kính rất là lớn đúng không ạ? Ở trong này thì mình đục trổ rất là nhiều ô cửa. Thì cái hướng này hướng nắng giống như Ngọc Hân thấy đó, thì nắng nó chỉ vào nhà ở một phần rất là bé thôi. Nó tạo ra những cái vệt nắng xinh xinh vào trong cái không gian sống này. Và những cái chỗ phòng khách có thông tầng mình đục trổ ra để lấy cái ánh sáng tự nhiên vào trong công trình. Rồi ở phía cầu thang thì mình đục nhìn từ thẳng lên trời xuống, chỉ là một tấm kính chắn che mưa thôi. Kèm theo đó là mình có những cái hệ lam thì nó giúp thông thoáng ngôi nhà, giúp gió lưu thông từ sông thông suốt từ đầu tới cuối ngôi nhà. Trong nhà là lúc nào cũng có sự thông thoáng và cái ánh sáng tự nhiên là tràn ngập. Yeah. Em thấy rằng là bên cạnh những cái ưu điểm như là anh vừa nói thì có một cái điều mà mình băn khoăn, đấy chính là những cái bức xạ nhiệt khi mà chúng ta lắp quá nhiều kính ở trong nhà thì sao ạ? Ở trên mái là mình có cái hệ mái đua ra thì nó sẽ chắn những cái ánh nắng vào cái khoảng khung giờ giữa trưa thì nó sẽ đỡ nóng trong cái nhà. Thứ hai nữa là ở ngay trong công trình mình cũng có những khoảng lùi nữa, tức là từ các phòng ngủ nó lùi vào một xíu nữa để tạo một cái những cái ban công, thì nó giảm thiểu, nó có một không gian trung gian ở đấy, nó giảm thiểu cái khí nóng để đi vào trong công trình, vào trong không gian sử dụng. Dạ. À, như anh chia sẻ thì là ngôi nhà của mình là hướng Tây Nam, thế thì chắc hẳn đây bên này là hướng Tây thì mình đã bố trí một cái bể bơi rất là phù hợp để nó ngăn chặn bớt những cái ánh nắng vào buổi chiều khi mà cái nắng hướng Tây nó chiếu vào nhà đúng không anh?
Đúng rồi. Thì cái hồ bơi này nó vừa là tạo cái góc nhìn, những góc nhìn đẹp cho ngôi nhà. Thứ hai nó cũng là nó một cái hồ để điều hòa không khí. Khi đi vào trong nhà thì những cái không khí tự nhiên thì nó đi vào thì nó vừa tự nhiên mà vừa trong mát. Ở trong ngôi nhà này thì em thấy rằng là ngồi phòng khách nhưng mà chúng ta có thể nhìn quan sát và có rất là nhiều những cái hướng nhìn mở ra xung quanh. Nhìn thấy đằng trước là sông này, bên này thì là bể bơi, đằng sau thì lại có vườn. À, vậy chắc hẳn là có rất là nhiều những cái điểm nhìn. Và theo anh thì đâu là cái góc đắt giá nhất trong cái ngôi nhà này? Đối với ngôi nhà này thì những cái chi tiết mình làm đều có chú ý cả. Nhưng mà trong đó thì cái đắt nhất á, là cái khu vực khoảng lùi dành cho cái bể bơi này, cái không gian phòng khách này, không gian bếp này, phòng ăn này và cái phòng ngủ chính á, là nó đều xu hướng về cái bể bơi này. Thì mỗi ví dụ như ở trong phòng ngủ thì mỗi sáng thức dậy là chủ nhà chỉ cần bấm kéo rèm một cái là nhìn thấy cái màu xanh của cái bể bơi này, nó làm cho một buổi sáng nó trong lành và sảng khoái hơn. Đúng là cái bể bơi này thì nó có rất là nhiều tác dụng, không chỉ là đơn thuần là bơi này, nó còn giúp điều hòa không khí trong nhà, nó giúp cho cái vi khí hậu ở trong nhà trở nên thoáng mát cũng như là nó dịu cái nhiệt độ đi. Chưa kể là những cái góc nhìn ở trong xung quanh ngôi nhà thì đều được bố trí hướng ra và làm cho cái gia chủ khi mà sống ở trong này họ đều cảm thấy rất là dễ chịu, đúng không ạ? Rồi. Em thấy rằng là cái giao thông trong ngôi nhà này được bố trí khá là đặc biệt, nó không có giống với những cái ngôi nhà bình thường. Vậy thì anh có thể đi cho em đi tham quan cũng như là giới thiệu kỹ hơn được không ạ? Mời Ngọc Hân đi tham quan. Wow, đúng là đứng ở vị trí này thì mình mới có thể ngắm nhìn toàn bộ cái không gian của ngôi nhà, có thể nhìn lên này và có thể ngắm nhìn toàn bộ cái không gian phòng khách cũng như là những cái không gian mở xung quanh ở cái cảnh quan nơi này. Đây là một cái điểm nhấn cho cái phòng khách, nó là một cái thông tầng nó rất thông thoáng và ánh sáng tự nhiên tràn vào rất là nhiều. Trên cầu thang mình đục một cái ô cửa thế này thì để nhìn thẳng lên trời và ánh sáng nó trực tiếp xuống luôn á. Và cái giao thông chính trong cái ngôi nhà này thì là ở cái cầu thang này, nó xuyên suốt từ trước tới sau ngôi nhà và từ dưới tầng thấp nhất cho lên tầng cao nhất, là nó chỉ tập trung vào cái này thôi. Em rất là thích cái cách mà mình bố trí cái luồng giao thông mà nó chạy xuyên suốt cả ngôi nhà, rồi là cả cái cầu thang khi mình ép sát vào cái thành tường như này nhưng mà lại không hề thiếu cái khoảng không gian ánh sáng cũng như là cái độ thoáng. Cái cầu thang mình cố tình ép nó vào cái mảng tường bên này là để mở cái tầm nhìn, mở cái không gian ra phía hồ bơi, và không có cái không gian sử dụng nào phía sau cái cầu thang này cả. Từ cái cầu thang này đi ra và tất cả hướng ra một cái khoảng lùi này rất là thông thoáng và tự nhiên. Đúng là tất cả đều có chủ ý đúng không anh? Từ phòng khách này, phòng bếp hay phòng ngủ, thậm chí cả khi đi lên cầu thang thì chúng ta vẫn có thể dõi theo và nhìn về cái hướng cũng như là cái điểm đắt giá nhất của ngôi nhà chính là bể bơi. Chính xác.
Anh Sơn thân mến, có lẽ là sau chương trình này thì sẽ có rất là nhiều những khán giả yêu thích cái ý tưởng mở rộng các góc nhìn trong công trình của anh. Thế nhưng mà Ngọc Hân cũng có một cái thắc mắc, đấy là không biết là cái ý tưởng này nó có kén công trình không ạ? Kén công trình hay không thì nó cũng tùy vào từng trường hợp và từng cái chủ nhà riêng. Bởi vì mỗi chủ nhà, mỗi công trình là nó có những cái yêu cầu đòi hỏi riêng. Và nếu mà sử dụng cái giải pháp mà như giống như công trình này á, thì nó cũng cần một cái diện tích đất nó cũng tương đối thoải mái. Thì bởi vì là mình sẽ phải hy sinh một phần diện tích dành cho những không gian điểm nhấn cho công trình, bể bơi hay là những mảnh vườn gì đó. Và nó còn phụ thuộc vào là những cái nhà hàng xóm xung quanh thì họ có xây nhiều đất hay họ xây ít đất, thì nó cũng rất là phụ thuộc vào công trình của mình. Bởi vì khi mà mình mở như thế thì cái khoảng không gian riêng tư của mình cũng sẽ phải xem xét lại, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì nếu như ở công trình này thì là mật độ xây dựng xung quanh còn ít thì nó còn thông thoáng. Nếu mà ở hai bên đều có công trình trong không gian nhà mình, nó cũng vẫn sẽ còn một cái không gian thoáng cho ngôi nhà. Thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân có một kỷ niệm chương dành tặng cho em. Xin cảm ơn Ngọc Hân và cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là công trình của kiến trúc sư trẻ Phan Nam Sơn đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.